khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Núp. Xin chào. Xin chào. Ok, thì ngày mai đồng hành cùng với mình đó là bốn thanh niên. Chào mọi người, đây bốn thanh niên này. Đấy, thì ngày hôm nay là bọn mình đang có mặt ở trong một cái server. Ui, cái server này chắc là ai cũng biết rồi nên đâm ra là không cần phải nói nữa. Ngày hôm nay là sẽ chơi một cái mini game của bạn ơi. Đó, trốn tìm của bạn ơi, lâu lắm rồi không chơi trốn tìm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ, ok, bắt đầu thôi. Yêu thôi, trốn tìm thì ai cũng biết luật chơi rồi. Thì trốn tìm thôi. Đây, trốn tìm ở trong này là sẽ có hai thể loại. Đấy, xem nào, chúng ta sẽ chơi từng cách chơi một, phong cách một. Đây, cái này là cái gì đây? Ui, à, cái này là chúng ta sẽ biến ngẫu nhiên thành các block hoặc vật phẩm ở trong Minecraft, ở trong cái gọi là map này các bạn. Đó, người trốn thì đi trốn mà người đi tìm thì đi tìm. Đấy, đơn giản vậy thôi. Trốn mà đi tìm được không Núp? Không. Bị tìm thấy thì ấy. Ui, mình là cái gì đây? Em là người đi tìm này. Oh my god, 20 giây cho mọi người trốn nha. 20 giây đấy. Nha, mình sẽ trốn đây, trốn chỗ nào? Ui giời ơi, thế như nào đây? Đi đâu ta đây? Trời luôn chứ. Có 20 giây thôi đấy. 20 giây kìa. Ui, tôi trốn chỗ này nó chí. Cái này không chưa? Ai một xíu đây. Cho thêm 15 giây á. Ngay gần đây trên trang rồi, tôi chạy. Rồi, ok, trốn rồi. Ok, đúng không? Rồi, em đi tìm đi nha. Nãy ai là cây lưỡi hái này? Đấy, nãy banh đúng không? Không. Rồi, chắc rồi. Ui, đây nhiều dụng cụ nằm trên mặt đất tới ta. Cái này là chúng ta có thể chạy được ấy, thế là đâm ra là mọi người nhớ chạy nhá, chúng ta sẽ có 5 phút. Được phép chạy à, chạy thoải mái. Đấy. Có chạy mà. Chạy thoải mái luôn, có chạy được hay không thì quan trọng. Ôi nhỉ. Ôi. Cái team đập ở đợt này. Đi nào đây? Đi nào gần hay sao ấy? Đi nào gần hay sao ấy? Sợ quá, trời ơi, đi nào biết vật phẩm của mình rồi. Đổi xong, đổi được mà. Đâu, không tu đổi. Ờ, ai đây? Chạy kìa. Đứng lại. Đổi thì nhấn chuột tải vào cái vật phẩm này. Lúc trả vào thôi. Chạy. Này, video chắc luôn. Video. Chạy. Đúng rồi, xong đổi đi, cứ đứng đấy. Chạy này, video bị bắt rồi nhá. Video đi tìm rồi. Cái điều đặc biệt ở trong cái chế độ này là các bạn khi người đi tìm đứng lại gần người trốn ấy là sẽ có tiếng tim đập các bạn. Đúng rồi, đợt luôn. Thế nên là đâm ra cũng khoai lắm. Ôi, thanh niên nào cũng đang chạy lông nha lông nhông này. Thanh niên vành quá. Đó nhờ. Mình xem vừa đấy thấy một thanh niên là cúp kim cương, một thanh niên là cuốc ấy. À, cuốc, hồi nãy đi. Rồi, sao tim đập này, Ê, có cái cúp nữa kìa, cái cúp chạy này. Tại như tôi trốn đấy mà thanh niên vì sao đi ngang qua. Rồi, còn, ui, còn mỗi thanh niên Zeno nữa à? Ê. Ghê quá nhỉ. Còn thanh niên Vanh à. Để đi. Vanh với Vanh. Vanh à, Vanh thì núp vừa lấy thế. Vanh vừa lấy ở trên lầu 2 này. Vì sao không, nhảy xuống ấy, nhảy xuống rồi. Nhảy xuống rồi à? Không mà, tôi đổi thành vật khác rồi. Làm sao mà biết được. À, có tiếng tim đập. Bịch bịch. Tim đập. Chết rồi. À đây. Đây tim đập nhá. Ở đâu ta? Trốn sợ quá sợ quá. Ôi trốn kỹ nha. Đập thế mà không biết được. Trốn đâu nhỉ? Đấy à. Đây. Đâu? Anh đi. Anh đi biết các bạn trên núp à. Trời ơi. Núp đứng ở trên kia nói chung lanh quanh rồi. Rồi, ok, còn mỗi Vanh nữa phải không? Trốn đi Vanh. Biến hình mấy block luôn ấy. Trốn đi Vanh. Trốn đi Vanh. Chắc bị phát hiện rồi đấy. Có mấy block nữa nha nên mọi người đánh vào block nữa nha. Đấy, ok, không, chúng ta đứng gần thôi là nó. À, đây
này cho bạn chế tạo này. Ơ, đâu rồi, xong rồi. Như tay, ấy đâu, đâu đây này. Nghe tiếng. Đây đây này, cho mấy cái này nó cũng. Đâu ấy? À, ờ, cái cuốn sách đua rồi, cuốn sách đi. À, đây là một con trâu này. Ủa anh em chạy đâu? À, chạy chạy nhanh đấy nhở? Tả luôn cái này đúng kiểu vui luôn các bạn ơi. Rồi. Rồi. Đâu. Đổi cái này khó nha các bạn ơi. Cái này người đi trốn thật sự là rất là khó khăn nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chơi thêm một game ở chế độ này nữa đi các bạn. Thả luôn các bạn, một người đi tìm, một người đi tìm mà tìm cũng được. Tìm được hẳn 4 người các bạn. Dễ ra mà. Mình lần này sẽ trốn thành block các bạn ơi, mình không thể nào trốn thành cái ấy được. Tôi dùng thanh niên nói. Thanh niên nói thế chắc chắn đến này. Oh my god. Wow. Rồi ok, ai tôi ơi. Sẽ là người đi tìm. Xong luôn. À nó chứ ai ơi. Cày đấy nhở, không sao, bình tĩnh tự tin. Xem thể hiện trình độ của đứa bài các bạn. Tìm trời ơi, tưởng gì đó. À. Ôi, đây rồi, đứng đây rồi. Trốn trước kịp trốn nè. Gì? Sao quá? Ủa sao quá? Tại trốn chỗ trí quá rồi. Chạy đâu. Đấy, đấy. Ôi rồi ôi, dễ quá. Mình cứ đứng này là không sợ. À, đi tìm. Đâu để tự nhiên. Em chia nhau ra tìm nhá. Sao tự nhiên có block vậy? Có tiếng tim đập. Đây, nung thấy tiếng tim đập đấy. Gần. Chạy đi đâu ở cái quốc thần kỳ. Chạy đi đâu. Quốc thần kỳ. À, còn mỗi Khang được không? Ôi trời ơi, chết rồi. Còn mình thôi à? Chia nhau ra đây đi. Đi nghe tiếng tim đập đi. Ta. Ờ, nghe mấy nhá, nên nó chưa được nghe tiếng tim đập lần nào. Sợ quá, sợ quá. Chúng nghe tiếng kiểu run sợ ấy. Thấy rồi. Tìm chưa, thấy à? Chạy à? Ai? Còn sâu đâu? Ui, mình kill 3 người luôn. Thả luôn, cái trận đấu này nhanh quá đấy, chưa khổ quá. Tiếp một game, tính ra là mình đấy các bạn đâu. Ờ, sau đó chúng ta đổi chế độ. Tính là mình đi tìm nhanh dã man luôn chứ. Vào hoa đất, tóm được hai thanh niên chạy nhông nhông rồi. Trời ơi. Đấy, bây giờ là mình chắc là thôi, là này mình sẽ trốn ở chỗ nào nó thần bí hơn các bạn nhé. Đi tìm tiếp. Súng lâu hơn nhé. Đi tìm nữa. Không, bậy rồi. Đấy, lần này. Thôi, nó một là người trốn. Zeno là người đi tìm, đúng không? Rồi. Bộ đấy, môn này Zeno không được thông thạo lắm. Trời ơi, Zeno được nghe tiếng tim đập luôn. Nghe tiếng còn gì nữa. Luôn. Trung tướng luôn. Trung tướng cục đời. Ôi, tôi chỉ cần đứng như thế này như thôi. À, ôi. Có ai không? Sợ quá. Nhanh thế. Tinh thần nào chạy. Nhanh thế cái cúp này. Ôi, nhanh thế cái cúp này. Ê, không đánh chú, ấy à. Ai, no. Một cái này. Cây thế nhờ. Hai cái mới này. Mới vào bị gặp luôn. Cây thật. Tim đập này, tim đập chúng tôi này, ừ. Nữa. Cây thật. À, đứng chỗ này, hơi khoai. À, tim đập gần. TNT này. Thành niên nào đây? Ây à, bị chậm kìa. Nhiên cúp ấy, cúp vàng. Núp này. Cây thật sự bị tìm kìa. Rồi. Khang bị sao rồi. Mấy Khang bị sao rồi. Khang bị quê. Khang này. Khang đang. À chạy. Khang đang nói. Thắng luôn rồi các bạn ơi. Một mình Zeno tìm hết. Đâu ra thanh niên vay tìm đến núp mà. Zeno, trời. Zeno tìm đến núp. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ đến cái chế độ khác các bạn nhé. Đấy, nào, chế độ gọi là siêu đặc biệt các bạn ơi. Ui, cái gì đấy? Chính con gà đi. Thôi, vô chế độ đặc biệt luôn. Tội con gà lắm bạn ơi. Cổ con gà lên, treo. Bị treo cổ còn bị đấm nữa bạn. Đây, chúng ta sẽ đến với chế độ cái này là
gọi là hóa thân thành những NPC nha. Chúng ta sẽ không phải đứng im nữa mà chúng ta sẽ phải đi lại liên tục. Đấy, nhớ là phải hành động phải đúng nha. Hành động mà gọi là sai một cái thôi là biết liền. Đấy. Là sai hành động liền. Okay, mình ôi, là... em là người đi tìm. Ai đi tìm với tôi không? Ừ, mấy thanh niên mà có màu xanh trên đầu thì là gì á? Cái gì? Màu xanh trên đầu là đồng đội. À, đồng đội à? Đúng vậy. Ai này? Hai ai tên ở đỏ đấy, là đi tìm đó. Nhìn kỹ vô nha Vincent, có mấy thanh niên nhảy cái từng đó. Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ để chiến thắng các bạn đây. Có hai cách, một là hết thời gian, hai là hoàn thành nhiệm vụ. À, có 5 nhiệm vụ các bạn. Có thanh niên làm được nhiệm vụ rồi Vincent ơi. Thôi nhờ, ở đâu nhờ? Ở ngoài cánh đồng nè, có đi, cái bài. Đi. Cái bài gì nè? Cái này khó quá. Chạy kìa. Đây. Đuổi. Đi rồi. Này. Cái gì mà kêu? Vâng, bị bắt rồi nhá. Cây thật. Làm nhiệm vụ quá bạn. Ui, hai nhiệm vụ rồi kìa. Michelle ơi. Đi. Thanh niên nào đứng gần mình đây? Thanh niên đang đứng một chỗ sao ấy? Cười quá, thanh niên nào đứng gần đây? Chắc là chỉ có... À, còn mỗi thanh niên Zeno thôi mà. Có hai thanh niên tìm mà. Đúng rồi. Còn Zeno với nút rồi à. Thanh niên Michelle đang cam cái chỗ làm việc à. Ui, ba nhiệm vụ rồi kìa. Còn hai cái thôi. Hình như là chỗ này chỗ cuối này. Thanh niên làm nhiệm vụ đâu nhỉ? Sao thanh niên làm nhiệm vụ ở đâu ấy? Sao á? Ai nhờ? Ai đang chạy gần tôi đấy nhờ? Ai đây? Zeno này. Thấy đứng yên à, nghĩ là nhiệm vụ rồi. Còn mỗi nút thôi. Ôi, còn cái chỗ nhiệm vụ này nè, em đang canh chỗ nhiệm vụ. Quá, đấy phải chỗ nhiệm vụ đâu mà. Nhiều mà. Phải hả? Ui, nhiều chỗ nhiệm vụ. Còn 1 nhiệm vụ nữa thôi là mình hoàn thành rồi các bạn ơi. Ui. Toàn rồi. Đây nhìn nó khác, đi canh cái đống rơm ạ. I don't know, em không biết. Ê, có sao có con ra đây này? Vừa nãy mấy thanh niên thấy Banh làm ở đấy. Cả luôn, cái này khó thật các bạn ạ. Ôi, xong rồi. Cái này thực ra rất là nhiều nhiệm vụ đấy, mọi người phải thấy cái gì nghi vấn một cái đứng im là mọi người sẽ tìm ngay. Trời ơi, đấy. Đấy, nói chung là game đầu tiên là để cho mọi người hiểu cách chơi nha. Đấy, game càng dần mọi người biết chơi là càng khó đấy. Càng sao càng khó đấy. Nó sẽ có 5 nhiệm vụ, nói chung là nhiệm vụ thì xuất hiện ở trong map bất kỳ mà. Thế nên đâm ra là chúng ta chỉ cần người đi trốn hoàn thành 5 nhiệm vụ là... Ui! À, lại đi tìm, trời ơi! Lúc mới cả khác đi tìm này. Đấy, mình sẽ đi tìm không? Có tìm, có 3 cái cây trong một cái vườn. À, có 3 cái cây trong một cái vườn. Đây, mấy cái chỗ có bảng này này, là chúng ta có thể là biết được... Không ai nghi nhận, có cái bài này chạy nhanh này. Đánh sai một cái là mình sẽ bị chậm đấy các bạn. Có cái bài này chạy nhanh này, đầy bà chạy nhanh vẫn sai. Đâu ta? Đúng rồi, chia nhau ra làm đi. Ê! Lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa rồi kìa. No. Ở đâu nhỉ? Ra rồi. Mọi người. Cái này khó thật các bạn ơi. À luôn, cái chế độ này mắc khó luôn đi. Ở đây. Zeno này. Bốn rồi, mời Vinh ơi, cố lên. No. Ủa, còn một cái rồi Núp ơi, cố lên. Thôi. Đây là mấy đi, còn một cái rồi. Khó quá. Ui rồi, em còn đúng một ngàn, trời ơi. Ui, đây, hình như có ai đang đứng làm nhiệm vụ đây. Phải không ta? Cô gái ơi. À, không phải ạ. Gái ơi. Cô gái nè. Cô gái nè, cô gái chạy nè. Win. Ôi trời ơi. Khó. Khó thật sự luôn các bạn ơi. Khó quá là. Khó thật các bạn. À, luôn chúng ta phải kiểu như là phải quan sát rất là kỹ luôn đấy. À, đẹp. Tiếp. Cây là sự bạn quan lần sát. Lần này phải được đi trốn. Em muốn đi trốn. Khang lần này là ngang. Ui, cái này tính ra là hai người tìm nhá, ba người trốn thôi mà khó như này các bạn ơi. Khó rồi đấy. Còn làm nhiệm vụ nữa cơ. Ui, đây rồi, chốt rồi. Trốn rồi. Giả bộ thôi nào. Chúng ta hãy giả bộ là người bình thường thôi. Chúng ta phải diễn thôi. Roleplay. À, đi bộ trên phố. Cái này không phải nhiệm vụ đây nữa các bạn ơi. Nhiệm vụ nó ngẫu nhiên hên xui ở chỗ khác các bạn. Ui dồi, sợ quá. Coi chừng nha, mấy thanh niên mà gõ sai là bị mất tìm đấy. Thanh niên nào đi tìm đấy, Ôi, như là Zeno với là Bixel. Zeno Bixel đi tìm. Rồi, ông hai thanh niên. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Ai rồi, xong rồi. Này. Nụ ham làm nhiệm vụ quá, trời ơi. Kém, chết rồi. À, thanh niên Pixel đang chạy lung nhau. Ôi, còn mình em thôi á, ơ kìa. Tay cũng đi rồi. Trời ơi.
Zeno chém chuẩn quá. Ui, còn Zeno... Ui, còn có một người đi tìm mà, còn có một người đi tìm mà. Đâu, một người đi trốn mà. À đúng rồi, một người đi trốn mà. Còn Kha cả, Kha làm nhiệm vụ bình tĩnh thôi, đừng không, đừng có không, không, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Anh cố làm nhiệm vụ kia, trời ơi các bạn thấy không? Đây mình sẽ qua qua lại cho Kha. À, Kha là con này ạ. em đang diễn đẳng cấp nhờ, nhìn thấy là hay nhờ. Thả luôn, căn bản là cái map này rất là rộng nên đâm ra là mấy thanh niên chỉ cần chạy sang bên hướng bên kia, bên này là làm nhiệm vụ xong luôn. Ui. Nên là dễ. Ôi, em diễn được là được quét nhá. Đi ngang Geno luôn. Làm cách nào ta, bên mình vẫn chưa cách tìm cách, nghĩ cách để có thể là người đi tìm có thể tìm nhanh nhất các bạn ạ, khó thật. Đây, tiếp. Không biết là các bạn có cái mẹo gì không, bạn lại comment ở phía dưới. Chắc là phải có cái mẹo gì đấy chứ nhỉ. Chứ mình thấy là rất là khó luôn ấy. Này, ui ta thử xem nào. Wow. Tôi được đi tìm phát là này rồi, lại được đi chó rồi. Được ra, được đi tìm chưa? Lại đi tìm, khó chịu. Lại đi tìm xem à? Hai tên niên kia. Ui, phải quá, vừa lấy mình không bị tên niên dây nổ vỡ. Sợ quá. Oh my god. Ui, nhiệm vụ lần này toàn nhiệm vụ khó rồi, toàn mấy chỗ dễ để ý rồi. Quay đổi vị trí cho nhau được đúng không ạ? Ui trời. Trời ơi. Ta luôn tên niên dai, ta xưa mình biết đấy, mình không bảo nó tên niên cứ dí thế hả? Chết quê luôn. Toàn rồi. Lại phải xem à. Đâu, ok. Ôi, hay lắm anh ơi, hay lắm, hay lắm. À, vành ghê, nhìn Paro nhỉ. Ây à, danh nhất. À không, Paro quá, Paro player đẳng cấp à, ui. Này, Paro player này. Ui, Toàn rồi. Đi rồi, mẹ còn vành nữa bạn ơi. Vành đổi vị trí cho mấy con khác nữa Vành. Ôi đổi vị, đang không đổi vị trí không sao, đổi vị trí tiếp đoàn. Sợ quá. Vành đổi. Vành lại nói chuyện nhau đó chị. À đâu ở Vành. Thì đâu đi chia cho ra đi, trời ơi. Ui. Ôi trời ơi, xong rồi, làm nốt cái này là xong rồi. Hay quá. Một phát nữa xong win rồi. Nhưng mà Vành chuẩn bị chết đấy. Nó túi trên đây nè bạn ơi. Bạn ơi, đeo xin ơi. Bởi vì sao? Bởi vì chạy vào đấy chỉ có mỗi một người thôi. Thế nên là không cho đông ấy. Chỉ có mỗi một người thôi. Đâm ra là cái tỷ lệ đi bụi rất là cao. Không chạy đi đâu luôn. Khó nhờ. Rồi, chúng ta sẽ chơi game cuối cùng các bạn ơi. Tính ra này là cái này chơi vui thật các bạn. Thôi ôi, làm nhiệm vụ cũng nói chung là tỷ lệ thắng của người đi trốn vẫn cao hơn, mình cảm thấy là như vậy bạn. Thôi lần này mình sẽ chơi cẩn thận nha, chúng ta sẽ ui quay lại đi trốn. Anh kia mà quá. Ở núp đi tìm rồi. Núp này trốn cẩn thận ạ. Bây giờ mình phải đi kiếm cho đông người đã. Ai không quá nhỉ? Thế chả khó rồi bạn. Quá người. Khó rồi. Sao con này nó đi cứ cắm đầu cắm cổ xuống đây nhỉ? Tớ nha. Sai các bạn. À không phải rồi. Quay giờ mình nhây đi, mình không làm nhiệm vụ nữa, mình nhây đi. Quay đây đi, làm nhiệm vụ xong rồi. Đi làm nhiệm vụ. Có một con rồi. Đấy, thà có nhầm mình hơn bỏ sót. Không, thấy làm nhiệm vụ ơi, bây giờ nếu còn ít máu thì thấy làm nhiệm vụ ơi, chúng ta còn cơ hội. Ô thật. Cố lên Vành ơi. Ơ Khang chết rồi à? Quèo rồi, còn Vành thôi, trời ơi. Kệ rồi, hết thời gian mà mấy thanh niên này không làm được, thanh niên này không làm được hết nhiệm vụ vẫn thua mà.
Còn 3 phút kìa, 3 phút nhưng mà khó nhờ. Thấy đi. Thôi nhanh nhiều mà Vanh, Vanh cứ nhây đi Vanh, Vanh cứ nhây đi. Nhưng mà chúng ta cũng làm nhiệm vụ mà. Còn tặng 2 chỗ lần cơ. Ôi mà thứ nhất 2 chỗ kia là nằm tuốt bên kia luôn rồi. Thanh niên này diễn sâu. Ôi, thật. Ôi thằng ơi, nói tuốt bên kia mấy thanh niên cành đây. Ồ, biết tuốt bên kia mà biết tuốt bên nào đâu trời ơi. Bên kia thì chỉ có trong nhà thôi chứ còn anh, đâu nữa. Ấn vào hàng đi chay đi Vanh. Đừng nói thế, trời ơi. Chạy đi mày. Đâu ta. Khó thật các bạn ơi. Rồi 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 rồi. Thì nó canh Vanh từ đấy luôn. Ghê nhở, Vanh cũng biết nói chuyện với NPC luôn. Vanh đâu ra. Con này. Vanh nói chuyện với NPC. Núp vừa tại sao thanh niên biến hình luôn. Cay thật. Thấy thanh niên núp chạy ra phát rồi chạy luôn. Kìa có con đứng dưới núp. Núp. Không mà. Thanh niên biến hình luôn bạn ơi, tôi không kịp bạn. Cay thật sự. Nói chuyện nè, nói chuyện nè. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Vanh ơi, Vanh ơi, chạy đi, đổi người Vanh ơi, đổi người. Chạy đi đâu hả Vanh? Đổi người Vanh ơi, đổi người đi. Chạy đi đâu hả Vanh? Vanh đổi kiểu gì? Tôi đã bắt hụt một lần rồi, bạn ấy đang cay. Rõ ràng là thanh niên đứng đây mình chạy ra. Không. Nói phải nói chuyện. Em đâu? Không, bởi vì lúc trong khi là mọi người nói chuyện là sẽ hiển thị lên cái hành động nói chuyện mà nên là phát hiện ngay. Ui giời. Nhưng mà khó thật các bạn ơi. Thầy luôn là người đi tìm khó dã man luôn ấy. Trời đất ơi. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì các bạn thấy cái mini game trốn tìm như thế nào, có vui không, có hay không thì bạn hãy comment ở phía dưới nha. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong lúc team, ấn đăng ký ủng hộ nha. Và đừng quên là comment các bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tiện đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T-Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là một video ở trên Facebook. Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm T-Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là T-Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.